Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng gần một tháng qua trên địa bàn huyện Văn Lâm xảy ra một số sự cố về cháy nổ tại chợ dân sinh. Có thể thấy nguy hiểm từ giặc lửa luôn rình rập tại các chợ dân sinh vì hầu hết chưa đảm bảo những quy định về phòng cháy, chữa cháy. Ý thức, kỹ năng về ứng phó với cháy nổ của tiểu thương còn hạn chế, ghi nhận tại một số chợ dân sinh trên địa bàn huyện Văn Lâm. Đây là khu vực bể chứa 15 mét khối nước phục vụ chữa cháy tại chợ đậu xã Lạc Đạo. Bể đặt ngầm nhưng lại không có trụ nổi để lấy nước. Đâu lấy nước đây anh ơi. Đây nó là một cái vòm này, để cái lắp này. Lấy nước thì mình kia cậy ra, cậy lên, đục cậy lên. Chợ họp hàng ngày, gần 100 hộ kinh doanh cố định nhưng chỉ có 6 hộ được trang bị bình chữa cháy. Phát ở cách đây khoảng chắc tầm 5 năm, cũng lâu rồi quên, chưa biết sử dụng. Chợ đậu được xây dựng cách đây hàng chục năm đã xuống cấp, hiện chưa có ban quản lý mà chỉ tạm giao cho một cán bộ xã quản lý, chủ yếu đi thu phí hàng ngày. Thời điểm hiện tại thì khu vực chợ đậu của xã Lạc Đạo về cái phương án phòng cháy chữa cháy được các cấp thẩm quyền phê duyệt thì đến thời điểm này thì cũng chưa có. Còn tại chợ Đường Cái ở xã Đình Dù, sau cuộc kiểm tra nhắc nhở của công an xã ngày 20 tháng 9, tức một tuần sau khi xảy ra cháy chợ Ngọc Lịch ở xã Trừng Chắc bên cạnh, hàng loạt bất cập thiếu sót nhanh chóng được khắc phục. Chị Siêm cùng các tiểu thương khác đã chấm dứt việc thắp hương nấu ăn tại chợ. Hôm vừa rồi là bọn em đã hóa hết ban thần tài rồi. Rồi đun nấu thì bọn em không đun nấu ở đây, không ăn uống tất cả ở nhà, mang cơm xuống đây thôi. Tối đây là không ngủ nghỉ gì ở đây cả. Sau cuộc kiểm tra này, hơn 100 hộ kinh doanh tại chợ Đường Cái đã tự trang bị bình chữa cháy. Qua cái sự tuyên truyền của ủy ban xã và công an xã Đình Dù thì chúng tôi là có bổ sung mua lại, mua thêm những cái bình mới. Mỗi nhà là, mỗi một quán là ít nhất là mua một bình. Có những nhà như nhà cô Liên này là mua 3 bình. Chợ Đường Cái có ban quản lý 6 người. Có người trực đêm, có bể nước chữa cháy, có phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt từ đầu năm 2019, nằm sát đường 5 nên thuận lợi cho xe chữa cháy hoạt động. Tuy nhiên, chợ chưa có hệ thống điện riêng, chưa có các biển báo tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy và chợ cũng đang bị xuống cấp. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân trong thời gian tới này nâng cấp, sửa chữa chợ Đường Cái cho để nó đảm bảo tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy. Dự kiến cái kinh phí để mà nâng cấp cái chợ là 5 tỷ đồng. Cả chợ Đậu và chợ Đường Cái đều nằm sát khu dân cư, nhiều hộ có nhà ở kết hợp kinh doanh tiếp giáp chợ. Vì vậy, việc phòng cháy tại chợ cũng là phòng ngừa hiểm họa cho cộng đồng dân cư ở các địa phương này.